Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Chợ Bến Thành ở Sài Gòn đã được sơn lại mới nhưng các thương gia vẫn chặt chém. Báo VN Express đưa tin về chuyện chợ Bến Thành ở quận nhất vừa được sơn lại màu kem cũ được cho như là theo hiện trạng trước đây. Kinh phí cho việc sơn lại ngôi chợ vốn có 110 năm tuổi này không được tiết lộ nhưng theo bản tin thì đã đấy đã được lấy ra từ quỹ của ban quản lý chợ Bến Thành và nguồn xã hội hóa, tức là do các tiểu thương đóng góp. Bên cạnh việc sơn lại bốn mặt của chợ, sắp tới ban quản lý chợ Bến Thành còn dự định lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để nhằm gây sự chú ý cho khách tham quan trung tâm thành phố về đêm. Dưới bản tin, một số ý kiến cho rằng màu sơn quá sáng, nhìn không có nét cổ kính hay là hoài cổ và lại quá nhạt so với màu cũ. Tuy vậy, phần lớn độc giả của VN Express thì tỏ vẻ bất bình vì thái độ buôn bán của các tiểu thương ở chợ Bến Thành. Đây mới là điều quan trọng hơn là màu sơn. Sơn lại chợ là một chuyện. Bên trong tiểu thương chặt chém, mới cầm lên coi, hỏi giá thì nói trên trời. Cảm ơn bỏ đi thì liền nghe thấy tiếng chửi rủa mà việc này đã kéo dài mấy chục năm rồi. Được biết đầu năm ngoái, công ty TA Landscape đã đề nghị sửa lại chợ Bến Thành với phương án lợp lại phần mái chợ bằng ngói cách nhiệt, thay thế lớp tôn giả ngói cũ đã xuống cấp, thiết kế lại các cửa thông gió bảo đảm thông thoáng cho không gian phía trong và thay gạch lót. Thời điểm đó chính quyền Sài Gòn đã thông qua việc này, nhưng đến nay không rõ vì sao mà việc nâng cấp chợ Bến Thành vẫn chưa được thực hiện nguyên phó tổng biên tập tạp chí đời sống và pháp luật tại việt nam bị bắt giữ vì đã nhận tiền để chạy án nguyên phó tổng biên tập tạp chí đời sống và pháp luật là ông lê tuấn dũng vừa bị bắt giam theo cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ông này bị cho là đã có hành vi nhận tiền để chạy án trong vụ mua bán hóa đơn tại dự án thị trấn cẩm giàng huyện cẩm giàng tỉnh hải dương Giới hữu chức cho hay, hồi tháng 9 năm ngoái, nơi này đã điều tra mở rộng vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan tới việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ và vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty thương mại và dịch vụ Minh Tiến. Khi đó, công an phát giác ra là ông Lê Tuấn Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can trong hai vụ án nêu trên. Ông Lê Tấn Dũng được cho là đã nhận 300 triệu đồng, tương đương 12.785 Mỹ Kim để hứa là sẽ lo lót cho giám đốc, kế toán trưởng và nhân viên kinh doanh của công ty Minh Tiến không bị án hình sự. Tuy vậy, ông ta nhận tiền và chiếm đoạt. Điều đáng nói là khi đưa tin về vụ bắt giữ ông Lê Tuấn Dũng, không có nhiều tờ báo tại Việt Nam ghi rõ tạp chí đời sống và pháp luật và vụ chạy án xảy ra trong lúc ông còn đương chức mà chỉ đề cập ông này là cựu phó tổng biên tập của một tạp chí mà thôi. Thông thường, các giới chức ở Việt Nam chỉ có thể tác động việc chạy án trong lúc họ đang còn tại vị. Luật sư Lê Văn Hòa cho hay trên trang cá nhân như sau, vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, kẻ chuyên môi giới hối lộ và lừa đảo tên là Lê Tuấn Dũng vẫn đường đường là phó bí thư chi bộ, phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật của Hội Luật gia Việt Nam. Vậy mà nhiều tờ báo đều cứ đăng tin bừa là tên này đã nghỉ hưu từ năm 2018. Sau khi vụ bắt giữ ông Lê Tuấn Dũng được công bố thì Facebook có tên là Vũ Thức cho hay trên trang cá nhân rằng ông đã làm đơn tố giác ông Lê Tuấn Dũng môi giới hối lộ và chạy án trong một vụ án khác khiến cho ông Vũ Thức bị công an thành phố Hà Nội bắt giam trái pháp luật hồi năm 2015. Chủ tịch của tỉnh Bạc Liêu lên tiếng về việc công an đứng canh ở gần quán nhậu. Tôi cho rằng việc công an canh để bắt phạt nồng độ cồn ngay gần những quán nhậu là điều không cần thiết. Yếu tố về kinh tế, du lịch thì không cần phải bàn rồi. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Phát ngôn nêu trên của ông Phạm Văn Thiều là chủ tịch của tỉnh Bạc Liêu đã được tờ báo Người Lao Động đưa tin hôm 30 tháng 4 dẫn lại ở tại một cuộc họp bàn về chuyện thu hút du khách đến Bạc Liêu. Đây là lần hiếm hoi có một chủ tịch của tỉnh tỏ vẻ không đồng tình với chuyện công an lập chốt để canh me ngay gần các quán nhậu để xử phạt những người có nồng độ cồn mà vẫn lái xe. Ông Thiều nói rằng về vấn đề an toàn, những người có năng lực, hành vi, có ý thức, trách nhiệm, chắc chắn họ biết tự bảo vệ mình sao cho an toàn, đầu quay muốn chết và gây ra tai nạn. Số người uống rượu say, lái xe, kiểu bất chấp tính mạng của mình và người khác là rất cá biệt. Theo ông, những người đã uống rượu bia tự biết khả năng mình có chạy xe được hay không mà tìm cách về nhà bởi họ còn có công việc và gia đình. Thay vì là canh để xử phạt nồng độ cồn ở gần những quán nhậu, ông Thiều đề nghị công an hãy nên tập trung bắt những người chạy xe đánh võng, lạng lách ở trên đường, kiểm tra nghiêm ngặt những người chạy xe mà không có bằng lái và kiểm soát chặt chẽ đầu ra sát hạch bằng lái xe. Cũng theo báo Người lao động, phát ngôn của ông Phạm Văn Thiều bị nhiều ý kiến phản bác cho rằng nếu công an không canh me các quán nhậu thì làm sao họ kiểm soát được tai nạn giao thông, rồi các ma men gây ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm? Không đặt chốt kiểm tra nồng độ cồn ở quán nhậu thì nên đặt ở đâu? Một phụ nữ trẻ có tên là Phạm Tường Nga, người từng lên YouTube đối đáp với bà Nguyễn Phương Hằng, đã bị bắt giữ và bị khởi tố, bị can. Công an Hà Nội cho hay, vào ngày 30 tháng 4 thì công an tại huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết rằng họ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tường Nga, 31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Nga từng là chủ một công ty mỹ phẩm, rồi trên YouTube và tự xưng là công tác ở Bộ Công an để lừa đảo chạy án việc lừa đảo của cô này bị phát hiện khi mà có nhiều người bị cô ta lừa đảo đưa cho cô ta hàng trăm triệu đồng để chạy án nhưng không thành công và những người đó đã làm đơn tố cáo với công an sau khi bị bại lộ cô này đã rời khỏi nơi cư trú nhưng sau đó công an phát hiện rằng cô ta đã xuống tóc mặc y phục của người tu hành sống tại một ngôi chùa ở xã thanh thùy nên đã gửi công văn đến giáo hội phật giáo việt nam để đề nghị xác minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hà Nội sau đó đã xác định cô Phạm Từ Nga chưa được giáo hội công nhận và có thể đã tự xuống tóc. Theo hồ sơ của công an thì cô này trước khi tự cạo đầu đã có một công ty dược mỹ phẩm mang tên của cô ta. Cô này còn sở hữu kênh YouTube với hơn 70.000 người theo dõi và từng có màn livestream đối đáp gần 4 phút với bà Nguyễn Phương Hằng liên quan tới vấn đề của ông Võ Hoàng Yên. Cảnh sát Bắc băng đảng Giang Hồ có liên quan đến đệ tử của Nam Cam. Ba nghi can là Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng. Vừa bị công an Sài Gòn bắt với cáo buộc là cầm đầu băng Giang Hồ chuyên thu tiền bảo kê tại chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8. Theo VN Express, ngày 30 tháng 4, ba nghi can nói trên là em ruột và cháu của Châu Phát Lai Em, người lễ ngắn tử hình năm 2003 do là đệ tử của chùm Giang Hồ Nam Cam. Để bắt được 3 nghi can họ Châu thì công an của Sài Gòn đã phải huy động lực lượng lên đến hơn 100 cảnh sát thuộc về hình sự, cơ động và điều tra ma túy. Ba nghi can nêu trên được ghi nhận quy tụ nhiều đàn em giang hồ để đe dọa các tiểu thương ở chợ Bình Điền, buộc nộp, nộp tiền bảo kê hàng tháng mà không dám chống đối. Điều tra sơ bộ cho hay, băng nhóm của họ Châu đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ Bình Điền, mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng, tức là hàng ngàn đô la. Trong khoảng thời gian theo dõi băng nhóm này, chúng tôi biết nhiều người dân rất bất bình nhưng họ không dám trình báo vì sợ bị trả thù. Một cán bộ điều tra ẩn danh cho biết, Công an Sài Gòn cũng kêu gọi người dân là nạn nhân của băng nhóm này hãy đến trình báo. Trong vụ án Năm Cam, phiên tòa diễn ra hồi 20 năm trước, kết án tử hình 6 bị cáo, gồm có Trương Văn Cam tức là Năm Cam cùng với các đồng phạm là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh và Hồ Thanh Tùng. Ngoài tội phạm giang hồ, danh sách bị cáo trong vụ án 5 cam còn bao gồm một số cựu cán bộ, công an và nhà báo. Thời điểm băng nhóm này bị bắt, các báo ở Việt Nam đưa tin, Nam Cam là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, hoạt động phạm tội có tổ chức. Theo kiểu xã hội đen, liên tục gây ra nhiều tội ác ở tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành trong một thời gian dài, với nhiều hành vi dã man, tàn bạo, thủ đoạn trắng trợn, thâm độc, gây, gây ra phẫn nộ lớn ở trong dư luận. Một người đàn ông có tên là Nguyễn Tân, 53 tuổi ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị bắt giữ và bị khởi tố với cáo buộc là cố ý gây thương tích cho vợ của ông. Theo nhật báo VN Express trong nước vào hôm 29 tháng 4, ông Nguyễn Tân chính là người chồng đã ném ghế và chai thủy tinh đánh vợ liên tục đấm đá, truy đuổi trong nhà, khiến cho nạn nhân phải được đưa vào bệnh viện. Và người vợ của ông 32 tuổi, Toàn bộ hành vi bạo lực của nghi can đều bị camera an ninh tại nhà của ông ghi lại. Người vợ do liên tục bị ông chồng đe dọa đánh đập tiếp nên đã đăng tải các đoạn clip trên mạng xã hội cũng như ra công an tố cáo hành vi của ông này. Cuộc điều tra của công an quận Liên Chiểu cho thay vào đêm 4 tháng 4, ông Nguyễn Tân về đến nhà trong trạng thái say xỉn đã gây sự với người vợ. Nghi can này đã vào phòng ngủ lấy ghế xoay ném vào người vợ tiếp đó dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu và tay của vợ ông. Nghi can Nguyễn Tân còn tiếp tục đấm đá truy đuổi, truy đuổi người vợ từ tầng 1 xuống tầng trệt ngay trước mặt con gái, khiến cho vợ của ông ta bị thương nặng. Nạn nhân sau đó phải được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bị gãy tay, thương tích tới 12% cơ thể. Khi bị công an triệu tập thì nghi can Nguyễn Tân thừa nhận hành vi đánh vợ vợ chồng của ông đã kết hôn được 10 năm nay và có hai người con. Trước vụ đánh đập gần nhất thì người vợ đã nhiều lần bị chồng đánh giả man nhưng cố chịu đựng vì thương con. Kể từ tháng 10 năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp cấm diễn, cấm sóng, cấm quảng cáo đối với các nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng ở trên mạng xã hội vi phạm pháp luật. Các biện pháp cấm nói trên gợi nhớ đến biện pháp phong sát của Trung Quốc đang áp dụng một cách phong tỏa toàn diện đối với bất cứ nghệ sĩ nào bị đưa vào tầm ngắm để nhằm ngăn chặn họ xuất hiện trước công chúng. Tuổi trẻ dẫn lời của bà Trần Lily, quyền cục trưởng cơ quan nghệ thuật biểu diễn phong sát, cho biết là phong sát có nghĩa là ba cấm của Trung Quốc là cấm vĩnh viễn, còn Việt Nam áp dụng biện pháp cấm có thời hạn là 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng hay là 24 tháng, còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông sẽ xem xét các vi phạm trước, sau đó đề nghị các cơ quan truyền thông, đơn vị tổ chức biểu diễn và các công ty không mời các nghệ sĩ vi phạm. Nói chung, Việt Nam ra quy định ba cấm là để cho giới nghệ sĩ khi phát ngôn, hành động ở trong đời sống và xã và lên trên mạng xã hội, họ cần phải cẩn trọng hơn, biết xử sự, sự đúng mực hơn, sống đàng hoàng hơn thì cũng là điều tốt nhưng văn bản vẫn là thái độ và sự đánh giá của khán giả và độc giả. Khi khán giả và độc giả có nhận thức ngày càng cao thì họ sẽ kén chọn chương trình để giải trí và sẽ quay lưng lại với những nghệ sĩ hay là những người có tầm ảnh hưởng thường tự nhận mình là vua hay là diva hay là siêu của các thể loại. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương.